Lên tiếp cho bác xem nào, còn một con này nữa này, còn con Omega. Lên cho bác một hãng đồng hồ cao cấp Omega. Lên Omega cho các bác nhé, lên Omega đi. Omega, con này hàng layout bác ạ. Layout. Đây. Con Omega hàng layout. Con này các bác mua tặng bố. Bố hay tặng con hay tặng chồng. Tóm lại mình có tầm tiền bình dân thì mình cứ mua bình dân cho em. Tầm tiền bình dân mình mua bình dân. Đấy nhá. Cùi đi. Còn con này ngoài nha, bác nào không thích cái mẫu này thì bác có thể nhắn vào Zalo nhé. Nhắn vào Zalo số này cho em Tuấn. Em Tuấn sẽ gửi cho bác một số mẫu bác chọn. Một số mẫu bác chọn. Con Omega này để cho bác mức giá 2.999.000. 2.999.000. Đây mà Tuấn sẽ vui hoàng cái con leo này cho bác nhé. Hàng leo này thì thôi, đẹp phê luôn đấy bác ạ. Mình ít tiền cái chơi tặng con này đi. Ít tiền chơi tặng con này. Ít tiền dùng tặng con này thôi. Leo này. Còn những con dọn nốt cho bác. Ít tiền dùng con này. Đây. Em đang Tuấn có thấp xuống cho bác. Con này mua tặng chồng, tặng bạn, tặng em cũng được rồi. Đấy, con này dây da bác ạ. Dây da. Sách hướng dẫn với thẻ của nó nằm trong này nhé. Thẻ này, sách hướng dẫn này. Này. Con này Omega Automatic. Con Automatic cơ, Automatic. Full book này. Đấy. Được chưa bác? Em tháo cho bác. Ồ, mẹ ơi. Con này em đo cho bác, con này size 40 bác ạ. Size 40. Bác nào muốn size to hơn hay size nhỏ hơn thì gọi em hỏi, nếu mà có thì em báo. Đấy nhá. Omega size 40. Size 40 này các bác hợp với cổ tay từ các bác đo cái đường kính cổ tay này, đo đường kính cổ tay này. Từ 18cm đến 22cm đeo con này đẹp. Từ 18 đến 22cm thì đeo con này sẽ là đẹp bác nhé. Rất là đẹp luôn. Omega này. Mức giá 2.999.000. Em Tuấn lên tay cho bác này. Lên tay phê lắm. Em không muốn xỏ vào đây nữa. Bởi vì đeo nó lên. Cái mắt này chưa đeo lần nào đấy. Chưa ai đeo lần nào. Đeo lên nhiều lúc các bác bảo ôi ông Tuấn nó đeo mất của mình. Các bác nhìn chưa? Phê chưa? Cổ tay em Tuấn là 17 mấy, 18, 18. Đây, nên là đeo cổ tay tầm 17 mấy, 18 đeo như này là ok các bác, cổ tay 18. Đeo ok chưa? 17 cũng đeo được. Đến 22. Đây. Em quay video này, em dựng video này em quay cho bác là tất cả những cái video của em đều là video thực tế, không xử lý hình ảnh bác nhé. Bởi vì là nếu mà em xử lý hình ảnh thì cái vân tay này của em nó sẽ ra khác. Sẽ mịn hơn, nó đẹp, nó trắng hồng. Là cái đồng hồ tự nhiên nó xấu, nó thành đẹp chẳng hạn. Nhưng em Tuấn quay, đa số là em không đeo găng tay. Đeo găng tay và em sẽ xử lý đồng hồ nó đẹp lắm, nhưng không đeo. Vì đây là đồng hồ layout. Hầu như nó là mới rồi. Mới tinh rồi. Chẳng có gì cả. Cơ automatic của bạn. Đây. Đấy, khi các bác đeo này. Khi các bác đeo, bác vận động thì cái nửa cái vạch bán nguyệt nó sẽ lên cót như này. Để nó lên cót cho bác, nó tự động chạy. Ok chưa? Nó tự động chạy luôn. Còn là dùng tạm cái layout ngon, dòng này gọi là ngon bổ rẻ, hợp túi tiền, nó quá đẹp luôn đấy bác ạ, này. Nó quá đẹp cho các bác luôn, mình ít tiền mình chơi hàng này thôi bác ạ, ít tiền mình chơi hàng này thôi, còn những con này nó có ít tiền đâu, nó tầm tiền trăm mấy chục triệu, cả trăm triệu, hơn trăm triệu thì ít đâu, đấy. Em Tuấn em trả đeo nữa, em nhường lại cho bác. Ok chưa? Em có tiền đâu, em phải đeo đồng hồ này chứ. Thấy không? Quá đẹp nhỉ. Dây da đây, dây da cá sấu. Không nhìn này. Dây da cá sấu màu nâu. Màu nâu ạ, nâu. Khóa của nó đây. Khóa giúp Omega đây. Nổi tướng đây.
Con này chịu nước được bác nhé. Nước ok đấy bác nhé. Bác muốn lên cót bằng tay thì vặn đây. Còn không thì cứ đeo tay nó tự lắc nó tự lên. Nó nhìn thấy chưa? Hàng layout đẹp chưa? Layout để hộp mình còn line new luôn. Đầy đủ new. Cái này bán nào mua tặng chồng tuyệt vời luôn. Tặng chồng, tặng bố, tặng con được. Phải nói là độ hoàn thiện của nó quá quá đẹp luôn. Độ hoàn thiện nó quá đẹp. Nó trau chuốt, nó tỉ mỉ từng góc, từng chi tiết luôn. Này, cái độ bo của nó từng chi tiết luôn ạ. Đẹp miên man đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ ai ai cũng muốn thôi. Tóm lại là đàn ông mình cứ phải đeo chiếc đồng hồ lên tay, nó nhìn nó phong cách nó khác. Quen tay em đeo suốt mà. Mặc dù là có điện thoại để xem, nhiều bác lại bảo ôi có điện thoại để xem đồng hồ rồi đấy rồi, nhưng vẫn thích đeo. Đấy, còn bác nào thích mã khác thì cứ nhắn Zalo nhé. Nhắn vào Zalo số này cho em Tuấn. Này, nhắn Zalo. Đấy, bác cứ gọi Zalo số đấy cho em Tuấn. Nhắn Zalo em Tuấn sẽ gửi mẫu mã khác cho bác hoặc màu khác cho bác xem được. Nó thoải mái. Ok chưa? Cứ gọi automatic size 40. Bác nào muốn size 32, 42 hay là 38 chẳng hạn. Gọi em hỏi xem có. Này, khóa đây. Quay kỹ chi tiết hết cho bác luôn. Dòng này mua biếu tặng. Thì hoặc bác nào thì thôi tặng bố mình cái này được, ok, quá tuyệt vời luôn. Nhá. Ok chưa? Bác nào nhu cầu alo em Tuấn nha. Nhu cầu alo em. Đây là con đồng hồ Omega. Omega. Màu vàng ấy. Nó nhìn phiêu. Vàng gold nữa nha, màu vàng gold chứ không phải vàng đồng nữa. Vàng gold. Chấm hết luôn, lên tay con này thì chẳng còn gì. Không còn gì để nói luôn. Đây. Em cũng cho cất nó vào thôi. Bởi vì cái nào nó cũng đi theo cái hộp đấy. Nhưng không để lung tung ra ngoài, nó xứt sát cái là thôi mệt lắm. Đồ chơi mà. Kính sapphire. Mặt kính sapphire. Đấy. Đấy. Sách đây. Ui, sách đây. Sổ sách ở đây hết. Ok chưa? Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Đấy. Ok chưa? Này. Bác nhìn thấy ok chưa? Phê chưa? Rồi, chào các bác nha. Cất nó vào cái hộp đi. Đó. Rồi. Ok. Hẹn các bác clip sau đi ạ.